Tinh thần thì mọi người rất là vui vẻ phấn khởi làm để làm khiên chắn bọt cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa. Mọi người cũng không có lo lắng vì tất cả mọi người đều là trong cái phạm vi rất là an toàn, không có đi đâu để mà trong những cái điểm có dịch thì là mọi người đều tập trung ở đây. Còn các cô giáo thì ở trường mầm non và công an có 40 nhân viên và giáo viên. Tuy nhiên là các cô ở nằm ở trong cái điểm dịch cũng có, cho nên là các cô không tới. Từ khi dịch Covid diễn biến trên thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tuyên truyền với các doanh nghiệp và các trên địa bàn đơn vị quản lý quyên góp vận động, quyên góp nhân dân ủng hộ để cho các bác sĩ chống dịch và cũng được khoảng 2-3 tuần. Đã có đơn quân y của đơn vị và phường Thượng Phước và của Bộ Chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng xuống phối hợp để tra công tác chất lượng các mũ bảo hiểm này. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.